Chào các bạn, chúng ta cùng tiếp tục dõi theo loạt thi đấu thứ hai của buổi chiều hôm nay. Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ tư của League C lần 3 năm 2019. Cường độ sức giữa các thủ FC Kim Sơn và các thủ FC Tia Chớp. Ở trong hiệp 1 thì các thủ Kim Sơn sẽ là người bảo vệ khung thành phía bên tay trái, giữa các bạn phía bên tay phải trong trang phục áo trắng quần xanh. Và họ sẽ gồm có những cái tên như sau: số 8 Nguyễn Hoàng Lân, số 11 Đỗ Văn Hội, số 14 Vũ Thanh Tùng, số 15 Phan Thanh Hùng, số 17 Nguyễn Văn Tiến, số 19 Nguyễn Đức Thuận và số 66 Trần Văn Tú. Đối thủ họ sẽ là FC Tia Chớp với màu áo hồng quen thuộc và sẽ gồm có những cầu thủ như sau: số 15 Nguyễn Gia Quyết, số 6 Đỗ Duy Nghĩa, số 99 Nguyễn Văn Thái, số 9 Phan Huy Thức, số 10 Nguyễn Văn Tiến, số 11 Đặng Văn Tú, số 88 Nguyễn Văn Thìn và số 8 Nguyễn Văn Khỏe. Tiếp tục là một trận cầu thuộc nhóm các đội bóng 6 điểm với 2 trận thắng và 1 trận thua. Ở trận đấu thuộc loạt đấu trước mà chúng ta vừa theo dõi, đó là cuộc đọ sức giữa FC Rực Rỡ và các thủ FC Mặt Phố. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 2-0 nghiêng về phía các thủ Rực Rỡ. Cũng là một trận cầu rất đáng chú ý khác thuộc loạt trận đầu tiên giữa các thủ Huda và Đạt Phát, thì các thủ Huda đã tiếp tục có một chiến thắng để tiếp tục là một trong số những đội bóng dẫn đầu của bảng xếp hạng tính đến thời điểm hiện tại. Họ vẫn đang là đội bóng có thành tích toàn thắng khi mà 4 vòng đấu trôi qua.
Rõ ràng Huda đang nổi lên như là một ứng cử viên vô địch thật sự của League C Lần 3 năm 2019 năm nay. Đội hình của họ rất mạnh và rất đồng đều. Đối thủ của họ ngày hôm nay đó là các thủ Coca, cũng là một trong số những ứng cử viên cho ngôi vị vô địch, và họ đã vượt qua một cách xuất sắc. Trở lại trận đấu mà chúng ta theo dõi thì cả Kim Sơn và Tia Chớp cũng đều là những đội bóng có nhân sự rất tốt tại giải đấu năm nay. Mục tiêu mà cả hai đội bóng đề ra tại League C Lần 3 năm 2019 cũng là rất tích cực, với một thứ hạng cao trên bảng xếp hạng. Tình huống xử lý của Văn Khỏe, trọng tài xác định bóng đã ra ngoài biên. Tiến Nhựa, ngày hôm nay thì cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho các thủ Kim Sơn là Dương Quốc Phong không xuất hiện trong đội hình thi đấu, và kể cả trên băng ghế dự bị, đó sẽ là một tổn thất không nhỏ trong lối chơi của các thủ Kim Sơn. Dương Quốc Phong là cầu thủ thuận chân trái với những tình huống ngã đại bác từ những cự ly có thể nói là không tưởng. Tuy nhiên trong đội hình của các thủ áo trắng trong trận đấu hôm nay vẫn còn một kèo trái rất đáng chú ý khác, đó là cầu thủ trẻ Thanh Tùng. Thanh Tùng ngày hôm nay cũng là cầu thủ thi đấu cao nhất trên hàng tấn công của các thủ Kim Sơn. Phạm lỗi rồi. Tình huống đẩy người không hợp lệ của cầu thủ mang áo số 10 Văn Tiến. Thanh Hùng. Thanh Hùng là cầu thủ rất đa di năng, với việc có thể thi đấu tốt vị trí tiền vệ lẫn thủ môn. Ở vị trí nào thì anh cũng đều đảm nhiệm, ít nhất là tròn vai, nếu như không muốn nói là trụ cột tại vị trí đó. Đưa lấy bóng của các thủ Kim Sơn, Thuận Tốt Tì. Thuận Tốt Tì cũng là một trong số những cầu thủ có kỹ thuật trong đội hình của các thủ Kim Sơn. Tiến Nhựa. Bên phía ngoài sân thì cổ động viên của cả hai đội bóng FC Tia Chớp và Kim Sơn đang rất đông đảo. Người trọng tài xác định đã có lỗi của cầu thủ bên phía Tia Chớp. Vẫn đang là thủ áo hồng giữ điểm từ xa. Cú sút không thật sự chính xác. Những phút đầu tiên và cả hai đội bóng vẫn đang triển khai thế trận với tốc độ khá chậm. Tình huống bất cẩn, cơ hội dành cho Thanh Tùng. 1-0 dành cho đội Kim Sơn. Rất khó hiểu với tình huống nhờn nhơ vừa rồi mà hàng phòng ngự của Tia Chớp đã tạo nên. Tình huống chuyền bóng cứ như thể là họ đang thắng rất nhiều không rồi. Tuy nhiên bây giờ thì họ đã biếu cho các thủ Kim Sơn bàn thắng mở tỷ số. Và pha bóng chớp từ người rất nhanh của Thanh Tùng. Với Thanh Tùng thì một cơ hội như vậy thì rõ ràng là không thể bỏ lỡ. Tình huống từ trên trời rơi xuống.
lợi thế đã bất ngờ đến sớm đối với các thủ Kim Sơn. Và đó sẽ là một trong số những tiền đề mà các cầu thủ áo trắng sẽ có một thế trận có phần dễ thở hơn. Và có thể nói là phần còn lại sẽ dễ dàng áp dụng thế trận của họ hơn. Vẫn đang là sức ép đến từ phía đội áo trắng. Đường chuyền vào trong, sẽ có quả đá phạt góc. Các cầu thủ Kim Sơn chưa hay nhưng họ đã may rồi. Tiếp tục là quả đá phạt góc được thực hiện bởi Tiến Ngựa. Đánh đầu, người bật cao tiếp tục là Thanh Tùng. Vẫn còn, rất cố gắng. Và đã có lỗi của cầu thủ bên phía Kim Sơn. Tình huống cố gắng vừa rồi là của đội trưởng Văn Tú. Văn Tìm, Thanh Tùng, đường chuyền lỗi. Không được, đường chuyền bằng má ngoài chân phải quá mạnh. Tình huống hơi chần chừ. Thanh Tùng tiếp tục là một tình huống cướp bóng từ chân đối phương. Không có gì nguy hiểm đối với hàng phòng ngự của Kim Sơn. Thanh Tùng dứt điểm. Thanh Tùng đang khá lộc trong trận đấu ngày hôm nay. Anh đã bắt bài được khá nhiều những tình huống không hiểu ý nhau của hàng phòng ngự bên phía tia chớp. Thuận Tô Tỷ không được, đường chuyền rất vừa tầm dành cho Văn Hội. Thế nhưng đó là một pha bóng mà Văn Hội đã phán đoán điểm rơi không thực sự chính xác. Văn Tú xử lý tốt. Vẫn đang là cầu thủ phía trước. Dứt điểm ngay. Vẫn còn. Thêm một tình huống dứt điểm thứ hai. Thế nhưng sẽ có một quả đá phạt góc mà thôi. Trong một pha bóng mà cầu thủ phía trước đã tăng tốc. Và cơ hội đã bất ngờ đến với họ. Không được. Tình huống sút hụt bóng. Văn Tiến. Văn Thìn. Vẫn là Văn Thìn. Tốc độ của cầu thủ mang áo số 88 đã không thể vượt qua được cầu thủ phòng ngự bên phía Kim Sơn. Thuận Tô Tỷ. Thanh Hùng. Thanh Tùng. Không được. Dứt điểm. Như vậy bất ngờ đã có bàn thắng dành cho cầu thủ tia chớp. Tình huống chạm bóng đầy tinh tế của tiền đạo bên phía Hồng. Và tỷ số đã được quân bình. Không tấn công quá ảo ạt. Thế nhưng tia chớp đã làm được điều mà trong những phút trước đó họ chưa thể có được quá nhiều những tình huống ngon ăn.
Tỷ số được cân bình 1-1 và cả hai đội sẽ quay trở về với vạch xuất phát. Như vậy trong pha bóng vừa rồi được tính cho tình huống phản lưới nhà của Văn Hội. Văn Hội đã bị động trong tình huống dứt điểm của Hồ Tiêu Chớp trong pha bóng vừa rồi. Các thủ Tiêu Chớp đã lấy lại thế trận một cách nhanh chóng sau khi để đối thủ vươn lên dẫn trước. Triển khai bóng bình tĩnh và cuối cùng thì thành quả đã đến với họ từ rất sớm. Văn Thìn. Thuận Tô Tỷ. Văn Hội. Vẫn là cầu thủ mang áo số 11. Đường chuyền Thanh Tùng. Văn Tú rút điểm từ xa. Cú sút quá nhẹ. Đường chuyền dài của Văn Hội dành cho Thanh Tùng. Vẫn là cầu thủ thuộc FC Kim Sơn. Dứt điểm không được. Người chạm bóng cuối cùng là Tiến Ngựa. Thanh Hùng. Văn Hội. Vẫn còn. Không được. Thuận Tô Tỷ đã cắt bóng. Và thêm một đưa lấy bóng dành cho FC Kim Sơn. Không được. Phản công dành cho Tiêu Chớp. Đường chuyền rất chính xác. Làm gì đây? Hơi chậm. Hơi chậm và cơ hội đã bị trôi qua mất rồi. Bên phía Tiêu Chớp có sự thay đổi người từ rất sớm. Cầu thủ vào sân là số 19 Đào Đức Huy. Và người rời sân là Văn Thìn. Văn Khỏe. Văn Tú. Trọng tài xác định trận đấu vẫn tiếp tục. Rất quyết liệt. Không được. Bóng đã ra ngoài biên. Thanh Hùng. Văn Tú. Và người rất hay. Vẫn là Văn Tú. Tuy nhiên tình huống chuyển cánh lại đi quá mạnh. Sau khi có được bàn thắng cho riêng mình của cả hai bên thì các cầu thủ hai đội vẫn đang thi đấu khá chặt chẽ.
Tiến Ngựa. Văn Hội. Để chuyền về của Văn Tú. Thêm một lần nữa thì trung vệ Văn Tú đã dâng cao và cắt bóng chính xác. Văn Tú đã có nhiều tình huống bắt bài đối phương và lao lên cắt trước khi mà tiền đạo đối phương kịp thời chạm vào bóng. Đường chuyền hơi nhẹ. Văn Hội đổi cánh thành công, dứt điểm từ xa. Tuy nhiên cú sút của Văn Tú trong vòng bao rồi vẫn vấp phải sự truy cản đến từ hàng phòng ngự các thủ tiêu chớp. Sẽ có quả đá phạt góc dành cho các thủ Kim Sơn. Lần này người thực hiện tiếp tục là Tiến Ngựa. Tiến Ngựa gỡ bóng đánh đầu rất thoáng và thêm lần nữa Thanh Tùng lại xé lưới các thủ kia trước. Không có một hậu vệ nào theo kèm đối với cầu thủ áo số 14. Thanh Tùng đã có tình huống lách người và chọn điểm rơi chính xác, đánh đầu về góc chữ A khiến cho thủ thành của tia chớp không có bất cứ một cơ hội nào. Theo như quan sát của tôi đó là tình huống lỗi vị trí đến từ cầu thủ vừa mới vào sân, khá nguy hiểm. Vẫn là sức ép đến từ phía Kim Sơn. Như vậy tiếp tục có một quả đá phạt góc dành cho thủ Kim Sơn. Không được. Và bằng cắt và dứt điểm ngay của Tiến Ngựa. Phản công dành cho Tiến Chấp. Đường chuyền rất hay. Đấy. Hơi chậm. Vẫn còn. Không được. Sau đó là cú sút bằng chân trái đến từ phía Văn Khỏe. Nếu như đó là tình huống tự tin hơn của cầu thủ mang áo số 8 và tung ra tình huống dứt điểm ngay khi mà anh vừa nhận bóng và khi cầu thủ phòng ngự của đối phương chưa kịp lùi về nhiều thì cơ hội sẽ rõ ràng hơn. Không được. Thanh Tùng. Thủ thành của đội chấp đã chưa kịp lùi về trong pha bóng vừa rồi. Thế nhưng trong một tình huống mà Thanh Tùng không thận khi bóng rơi về đúng vị trí chân phải của mình thì anh không thể tung ra được cú dứt điểm. Trong pha bóng cố gắng vừa rồi thì thủ thành ra quyết của tia chớp đã bị đau. Nếu đó là tình huống chấn thương tay thì sẽ là một bất lợi đối với thủ môn. Trận đấu đã được tiếp tục. Văn Khỏe. Duy Nghĩa. Ra quyết. Huy Thức. Thêm một lần nữa thì các thủ tiêu chớp lại trong thế của kẻ rượt đuổi. Những sai lầm tại hàng phòng ngự liên tiếp làm khó họ. Văn Tú. Thêm một đường chuyền lỗi nữa. Và Thanh Tùng tiếp tục là người nhận bóng. Cầu thủ mang áo số 14 chủ định xỏ kim đối thủ trong pha bóng vừa rồi. Thêm một quả đá biên.
Đứng chơi bóng là Thuận Totti. Hướng chơi bóng rất hay của Văn Tú. Đưa lên bóng của thủ tiêu chớp, không qua được Văn Hội. Thanh Hùng không được, vẫn còn Văn Tú đường chuyền hay tiến lên không được, bóng đi cắt ngang khung thành, không có một cái bóng áo trắng nào tạo nên điểm cắt trong tình huống vừa rồi. Cơ hội phản công dành cho tiêu chớp không kịp để có thể đưa ra được một tình huống đánh đầu trong pha bóng vừa rồi. Quả đá phạt góc dành cho các thủ áo hồng. Cú bóng vào trong. Văn Tú. Văn Khỏe. Thanh Tùng đường chuyền không thành công. Bây giờ thì tốc độ trận đấu đang được đẩy lên cao hơn rất nhiều rồi. Nửa thời gian sau của hiệp 1 là hai đội đang quyết tâm hơn, đặc biệt là với tia chớp khi họ tiếp tục là những người bị dẫn trước. Văn Tiến, Duy Nghĩa, Văn Tú, Gia Quyết, Văn Tiến. Văn Khỏe vẫn còn, đường chuyền rất hay. Không được. Hàng phòng ngự của Kim Sơn vẫn đang thi đấu tập trung. Văn Tú. Tình huống bật tường hơi bài đến từ phía thủ tiêu chớp. Vẫn là Văn Tú. Đức Huy. Đức Huy có mái tóc màu hồng giống như màu áo thi đấu của họ, và một chiếc giày màu da cam. Thêm một tình huống bất cẩn, vẫn đang là cầu thủ bên phía Kim Sơn. Thanh Tùng rất hay, tốc bóng không suýt chút nữa đã có siêu phẩm. Và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của một trận đấu này. Một cơ hội mà Thanh Tùng có thể lập được tình huống hat-trick. Thế nhưng anh sẽ cần tới những thời gian thi đấu của hiệp thi đấu thứ hai. Và chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút.
Cháu bảo cho con chú giữ cho anh đẹp trai.
Chào quý bạn, chúng ta cùng quay trở lại với sân bóng Cường Quốc để tiếp tục dõi theo hiệp thứ hai trận đấu trong hiệp vòng 4 của League Cup 3 năm 2019. Trận đấu giữa các thủ Kim Sơn và Tia Chớp. Kết thúc hiệp 1 thì Kim Sơn đang là những người dẫn trước với tỷ số 2-1. Điều do công của cầu thủ trẻ mang tên Thanh Tùng. Một tình huống trước thời cơ từ sai lầm đối phương và một tình huống đánh đầu về phía góc xa. Bóng đã được đưa vào lưới của Kim Sơn. Thế nhưng đó là một tình huống ghi bàn không hợp lệ. Bóng đã nằm trong tay của Thanh Hùng trước đó. Bàn thắng duy nhất mà các thủ Tia Chớp đã có được trong hiệp thi đấu đầu tiên đến từ tình huống đá thả lưới nhà của Văn Hội. Như vậy trong hiệp hai này thì Tiến Lựa đã rời sân để nhường chỗ cho Trung Đá, một cầu thủ có ngoại hình nhỏ con thế nhưng đầy tốc độ. Ở trong hiệp một thì các đội Tia Chớp cũng đã có khá nhiều những tình huống ngon ăn, thế nhưng họ chưa thể một lần tự dứt điểm thành công. Tình huống xử lý của Văn Tú. Văn Hội Trung Đá đưa lấy bóng được Kim Sơn. Thật tốt đi, không có nhiều khoảng trống để tung ra cú dứt điểm dành cho Thật tốt đi. Thanh Hùng đều trượt dài không được. Duy Dương và xử lý của Đức Huy. Văn Tú đi bóng khá thoải mái và đứng dậy để dứt điểm của Duy Nghĩa trong một pha bóng mà hàng tiền vệ của các thủ Kim Sơn đã bị mất hút. Duy Nghĩa vẫn còn không thể vượt qua được Văn Hội. Tình huống che chắn bóng tốt của đội trưởng FC Kim Sơn. Thanh Hùng đường chuyền dài không được. Tình huống cắt bóng là của Trung Đá. Văn Hội thật tốt đi, rất bình tĩnh, đường chuyền dài rất chính xác. Chúng ta không được. Văn Tú sẽ có tình huống đá biên dành cho FC Kim Sơn. Thanh Hùng quả người rất bình tĩnh. Văn Hội thật tốt đi, vẫn còn tình huống lợi thế, không phải là tình huống dứt điểm này. Nó là một đường truyền với đối trọng hai, thế nhưng cầu thủ Tia Chớp đã bắt bài và đang có một tình huống phản công. Thanh Hùng hướng xử lý hơi chủ quan. Văn Tú cơ bóng đánh đầu, bóng đến đúng vị trí của đơn, pha bật rất cao và tung ra tình huống đánh đầu chuẩn xác, dứt điểm, cú sút rất thiêu chính xác đến từ phía Văn Tiến.
Thái Hùng. Và cắt bóng của Văn Tú. Tiếng còi đã vang lên. Văn Hội cố rút từ rất xa. Không được. Thêm được bình hướng chút bóng nữa. Đội trưởng của Đức Huy. Những cầu thủ bên phía Kim Sơn sở hữu cho mình kỹ năng sút bóng rất tốt và hoàn toàn có thể tạo nên những pha bóng đột biến từ những cú sút xa. Cơ bóng vẫn đang là thủ đô chết. Ra quyết. Duy Nghĩa. Vẫn còn, vẫn đang làm thủ mang áo số 19 Đức Huy. Không được. Người dứt điểm cuối cùng là Văn Khỏe. Thanh Hùng. Trung bá. Đội trưởng rất hay. Văn Tiến. Văn Tú. Và đang là thứ tư chết. Không có nhiều khoảng trống để tung ra được đường chuyền để cho Văn Tú trong pha bóng vừa rồi. Đức Huy. Chiếc vẫn đang dồn địa hình lên khá cao. Thế nhưng những cơ hội đối với họ là chưa nhiều. Không được. Tình huống bỏ quên tiền đạo đối phương của Văn Hội. Và suýt chút nữa không thể Kim Sơn đã phải trả giá. Người dứt điểm trong tình huống vừa rồi tiếp tục là Văn Khỏe. Văn Khỏe đã cảnh cáo các cầu thủ Kim Sơn bằng tình huống đánh đầu trước đó. Thế nhưng hàng phòng ngự của Kim Sơn vẫn đang chưa thật sự tập trung. Vừa bên phía Kim Sơn chuẩn bị có sự thay đổi. Cầu thủ ghi được bàn thắng nhất bên phía đội áo trắng Quốc Phòng chuẩn bị vào sân. Quá khổ rất hay, chúng ta dứt điểm không được. Thì dứt điểm của Văn Tú. Pha lên bóng của Thiên Chất. Và xử lý của Văn Tú không được. Bóng nằm gọn trong tay của Thanh Hùng. Cú sút vẫn chưa đủ độ khó để hạ gục được thủ thành Thanh Hùng. Đức Huy vẫn đang là các cầu thủ chưa chết. Vẫn khỏe á. Không phải. Tình huống xử lý rất tốt của Thanh Hùng. Những pha bóng liên tiếp mà Thanh Hùng đang là điểm sáng nơi mặt trận phòng ngự các đội Kim Sơn. Và bây giờ thì các đội Kim Sơn mới thực hiện được quyền thay đổi người. Thanh Tùng cầu thủ lập cú đúp tính đến thời điểm hiện tại sẽ rời sân để nhường chỗ cho Quốc Phòng. Một cầu thủ chân trái được rút ra và một cầu thủ chân trái khác đã lao vào. Chính xác là thay vào. Và một tình huống sau đó thì anh có vẻ như đã gặp chút vấn đề đối với cầu thủ phòng ngự đối phương. Quốc Phòng trận đấu vẫn tiếp tục.
Thủ hướng xử lý đôi. Văn Tú. Vẫn còn. Rất lộn xộn. Như vậy tiếng còi đã vang lên và trọng tài xác định đã có tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía tia chớp. Người làm sân có vẻ như là chân đá. Sẽ có tình huống đá biên dành cho FC Kim Sơn. Bên phía tiền chớp cũng chuẩn bị có sự thay đổi này. Được chuyển không dành cho ai của chúng ta. Văn Tiến vẫn còn cơ hội dành cho tiền chấp không được. Bên phía cầu thủ áo hồng có sự thay đổi này. Người vào sân là Văn Khánh và Văn Dũng. Hai sự thay đổi người liên tiếp được thực hiện bởi các thủ tiền chấp. Vẫn còn dứt điểm tuyệt vời. Bàn thắng cân bình tỷ số cuối cùng đã đến với các thủ tiền chấp. Tình huống sút bóng ở góc gần và trong một pha bóng mà Thanh Hùng đã bị khuất mắt bởi chính đồng đội của mình thì anh đã không thể cứu thua. Hai đội dành cho tiền chấp. Cũng giống như hiệp một thì tiền chấp không thật sự có quá nhiều những tình huống ngon lành về phía khung thành đối phương. Thế nhưng họ lại tận dụng rất tốt những cơ hội mà mình có được để bất ngờ có được bàn thắng. Tỷ số thêm một lần nữa lại được cân bình. Trọng tài xác định đã có lỗi chạm tay. Văn Hội, Quốc Phòng vẫn còn dưới này. Quốc Phòng cơ hội đầu số bảy vẫn có là thắng dành cho Kim Sơn. Tưởng chừng như đó là tình huống lập đập và thủ thành ra quyết của tiền chấp sẽ xử lý được vấn đề. Thế nhưng sau đó bằng sự nhạy cảm của mình và có thể nói là hơi dè một chút, thế nhưng Quốc Phòng đã có riêng mình với ba thắng, với con số những bàn thắng dễ dàng mà anh tạo được tại lịch sử năm nay. Thêm một lần nữa thì Kim Sơn lại là người dẫn trước. Tiếng còi đã vang lên. Như vậy đây là bàn thắng thứ 9 mà Quốc Phòng đã có được tại lịch sử năm nay. Dẫn đầu vẫn đang là Delo của Huda. Và nếu như tôi không nhầm thì Delo trong trận cầu đã kết thúc trước đó thì đã có một cú đúp để nâng số bàn thắng của mình lên con số 13. Quả là một con số vô cùng ấn tượng.
đường truyền dài với Văn Khỏe. Duy Nghĩa. Kịch bản khá giống với hiệp một khi mà từ trước vừa có được bàn thắng thì các cầu thủ Kim Sơn lại tiếp tục nâng tỷ số. Thuật tiếp đi, chúng đá từ hướng vùng cải khá thù để lấy bóng về từ trước. Đức Huy, Văn Tú, xử lý khá mạo hiểm. Cơ hội dành cho thủ tiêu chết, dứt điểm. Lần này thì Thanh Hùng không gặp quá nhiều khó khăn trong pha dứt điểm của đối phương. Vẫn còn Văn Tú và cầu thủ cùng tên thì sự xuất hiện của cầu thủ áo số 66 của Kim Sơn Trần Văn Tú và đội trưởng của FC Tia Chớp số 1 Đặng Văn Tú. Bóng vẫn trong cuộc, chúng đá rất tốt. Văn Tú không được, tình huống quá đồng đội của Văn Tú. Có lẽ trong bóng vừa rồi thì Trung Bá tưởng như là đồng đội của mình sẽ tung ra một cú dứt điểm chứ không phải là một đường chuyền, và Trung Bá đã giật mình không thể theo kịp được tình huống. Rất đáng tiếc dành cho Kim Sơn trong bóng vừa rồi. Cơ hội dành cho chất suýt chút nữa đã có tai nạn dành cho Kim Sơn. Quốc Phòng trở lại xác định bóng đã chạm tay của cầu thủ áo số 7 Văn Khánh. Vẫn còn, đáng tiếc là đường truyền sang lại không có một người đồng đội nào. Thuận Tân Bì đánh đầu, Đức Huy đường truyền không tốt của Đức Huy. Thanh Hùng Phòng. Đức Huy để lấy bóng về phía trước. Văn Khánh quả về không thành công. Trung Bá, Văn Tú không đến được vị trí của Quốc Phòng. Văn Hồi đã lao lên rất kịp thời và đã cướp được bóng. Sau đó anh đã khiến cho cầu thủ đối phương bị phạm lỗi. Chưa lỗi mà gái đêm đã phạm. Tính đến thời điểm hiện tại đang là 4 điểm và tỷ số thì đang là 3-2 nghiêng về phía của Kim Sơn. Văn Tú cú sút rất nguy hiểm.
Tiến Tử. Văn Tú không thể vượt qua được cầu thủ bên phía trước. Vẫn còn Văn Tú. Quá vậy. Bóng vừa rồi Phạm Tiến Tử đã xuất hiện rất kịp thời. Phía trước là rất khẩn trương. Đức Huy vẫn còn. Văn Hội đã phá bóng. Ra quyết. Văn Tú. Đó là Văn Tú. Rất cố gắng. Và đã có một tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía Kim Sơn. Đó là Hoàng Hân. Đường truyền vừa đánh đầu là Văn Hội. Vẫn còn lợi thế dành cho Kim Sơn. Đó là Văn Hội. Rất khỏe. Vậy đã có lỗi cầu thủ bên phía Tiên Chất. Tình huống va chạm trước đó thì Quốc Phòng đã bị đầu. Có vẻ như là một pha bóng khá đầu của Quốc Phòng. Trận đấu vẫn chưa thể tiếp tục. Như vậy số lỗi mà các cầu thủ Tiên Chất phạm đến thời điểm hiện tại đã là con số 6. Chờ một lỗi nữa thì họ sẽ phải đối mặt với tình huống đá phạt bờ đất. Phòng đã có thể tiếp tục thi đấu. Quốc Phòng cũng là một cầu thủ rất nhiều kinh nghiệm trong đội hình của đội Kim Sơn. Như vậy đội phía Kim Sơn tiếp tục thực hiện tình huống đá phạt mà trước đó họ đã nhận được. Người đi chơi bóng là Thuận Tiến Tử. Bên cạnh đó là Văn Tú. Thuận Tiến Tử đang ngắm nghía rất kỹ. Không được. Người chạm bóng cuối cùng là Văn Hội. Văn khỏe. Văn Hội. Không kịp. Tình huống đổi cánh dành cho Đức Huy. Văn Tú. Hai đội trưởng đối đầu với nhau. Văn Tú.
đó là Văn Khỏe. Vẫn là Văn Khỏe. Đức Huy. Sút chim nữa đá có hồi dứt điểm dành cho người tôi chết. Quả đá phạt góc dành cho người anh. Người trọng tài xác định sẽ thực hiện lại tình huống đá phạt góc vừa rồi. Đội bóng vào trong. Văn Tú. Quả phá bóng rất mạnh đến từ phía Thuận Tiên Tỷ. Ra quyết. Đức Huy. Văn Tú. Văn Khỏe. Đội chơi tốt. Vẫn đang là các thủ áo hồng. Đức Huy. Chúng đá đã cắt bóng. Tiếng còi chưa vang lên và trận đấu vẫn đang tiếp tục. Văn Khỏe. Thủ chức vẫn đang phối hợp ngắn để tìm những khoảng trống từ phía đối phương. Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu không còn nhiều. Tỷ số vẫn đang là Thái Việt mong manh một bàn dành cho Thủy Kim Sơn. Đây sẽ là một cơ hội dành cho họ. Văn Cú, chúng đá. Chúng đá không thể vượt qua được sự suy giảm đến từ phía Duy Nghĩa. Quốc Phòng rất kinh nghiệm, dứt điểm từ xa. Vì vậy là hấp dẫn. Chiến thắng đã được bảo toàn dành cho Thủy Kim Sơn. Chiến thắng với cách biệt tối thiểu 3-2. Và là một trận cầu cống hiến của hai đội bóng. Sự cố gắng của các thủ tư chất ở những phút cuối của hợp thứ 2 là chưa đủ để họ có thể kiếm được bàn thắng vô hòa. Như vậy các thủ Kim Sơn sẽ tiếp tục có thêm được 3 điểm để lọt vào top. Với đội bóng giành được 3 trận thắng sau khi trận đấu thứ 4 đã kết thúc. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ít phút trước khi đến với loạt trận cuối cùng của trận hôm nay.